không thỏa hiệp và cam kết tạo ra tiêu chuẩn chất lượng mới. Đó chính là cam kết mạnh mẽ của Masterite Homes với khách hàng. Chìa khóa làm nên tiêu chuẩn đó chính là đối tác hàng đầu thế giới, tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao nhất, vật liệu cao cấp chuẩn quốc tế. Đối tác hàng đầu thế giới Masterite Homes tự hào bắt tay cùng nhiều thương hiệu toàn cầu để mang đến tiêu chuẩn mới về chất lượng, dịch vụ cho khách hàng như Marriott International, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Mình là việc rất là sát với lại bên Masterite để lựa chọn cái tiện ích nội khu để mà làm sao để mang được cái sản phẩm tốt nhất cho người mua, cùng làm việc với Masterite về mặt cung cấp dịch vụ, tư vấn thiết kế và xây dựng để làm sao đảm bảo được là chất lượng sản phẩm rất là tốt và đạt được tiêu chuẩn của thương hiệu. Foster & Partner, đơn vị kiến trúc hàng đầu thiết kế trụ sở Apple tại Mỹ và nhiều công trình biểu tượng toàn cầu. Elishap, bậc thầy thiết kế thời trang haute couture, cùng nhiều bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc xây dựng khác trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao nhất, làm việc chặt chẽ với các đối tác quốc tế là đội ngũ chuyên gia Masterite Homes với trên hàng chục năm kinh nghiệm tại các thị trường lớn như Anh Quốc, Dubai, Hồng Kông, Singapore để giám sát và quản lý chất lượng một cách toàn diện nhất. Đây cũng chính là yếu tố thứ hai làm nên tiêu chuẩn mới về chất lượng của Masterite Homes. We ensure that the buyer, the customer at the handing over stage will receive whatsoever what we can call complete control unit coordinated compliant with the handing over list and ensure that it will carry the luxury. From our quality team also within Masterite, we've got a wealth of experience and talent that have done a lot of hospitality, luxury buildings all our lives. And we believe in 100% quality and uniqueness in everything that we provide. We promote industry best practice not only in Vietnam but in all the countries that we operate in, and we do through knowledge sharing across all of our projects to make sure that we bring the best of quality, the best of processes to the Masterite projects. Vật liệu cao cấp chuẩn quốc tế, chất lượng đến từ những chi tiết nhỏ nhất trong ngôi nhà. Vật liệu của tất cả các dự án phát triển bởi Masterite Homes đều được các chuyên gia quốc tế tuyển lựa từ khắp nơi trên thế giới, đến từ những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. We start to collect the material around the world because there are material coming from Italy, material coming from the rest of the world, other nation, and also Vietnamese internal production, we can say national production. For example, the kitchen came full from Italy. وبقول لك مشروع فيتنام ما بعرف يمكن اللوكيشن تبعه حد النهر اللي في له طعم حتى بالفلل بطريقة الفرش اللي حطيناها فيه بالقدي البيوت كبار قدي من جوا فيهم مواد فيهم قوات انه مش موجودين بأي بيت تاني. Với Masterite Homes, hành trình nâng tầm chất lượng sẽ không có điểm dừng và chúng tôi cam kết sẽ tạo những sản phẩm mang đến sự tự hào và giá trị bền vững theo thời gian cho khách hàng.